ngày mai mình trả lời tiếp, tại vì 2 giờ chiều mai không bà còn một buổi vấn đáp nữa với đại chúng, là để ngày mai mình có thắc mắc gì thì mình lại tiếp tục. Trong đây có một câu hỏi: con rất hoan hỷ được gặp thầy ở đây, con xin hỏi nếu là Phật tử tại gia mà là thân nữ thì phải chăng giữ giới, sống chánh niệm, tỉnh giác và với cái biết nghi mật thì có thể giải thoát tuyệt đối trong kiếp này không? Hiểu câu hỏi không? Tức là nếu một người nữ mà tu tập có được giải thoát không? Theo quý vị thì sao? Được không? Giải thoát thì giống như là mình ăn đâu có phân biệt món này cho nam cho nữ gì đâu, ai cũng có thể ăn uống. Và sự giải thoát nó cũng bình đẳng với tất cả mọi người nếu ai tu tập. Nhưng mà thưa đại chúng, đừng hiểu lầm chữ giải thoát là mình chết rồi mình đi tới đâu để mình được gọi là giải thoát, mà làm sao giải thoát ngay trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Chữ giải nghĩa là gì? Giải là mở, chữ thoát là vượt. Thí dụ như nó chọn người nó chạy thoát ra, tức là người ta giữ lại, mình vượt được cái đó gọi là thoát. Bây giờ mình ngược lại với chữ giải là gì? Là hệ, hệ là cột, cho nên kêu là hệ lụy. Hệ lụy là hệ là mình cột lại rồi mình đắm chìm trong đó gọi là hệ lụy. Nhưng mà cái người chúng ta sống đời sống hàng ngày tu tập là làm sao chúng ta có được cái giải thoát, làm chúng ta mở ra để chúng ta thoát. Như vậy chúng ta mở cái gì? Mở những cái cố chấp của mình. Hình như là nguyên chùa mình dẫn hết, hay là nguyên cái tiệm mình dẫn hết. Mà nữa rốt cuộc các mình sống trong cảnh giải thoát nhưng mình tự sanh ràng buộc, như cái câu chúng ta thường tụng. Như vậy thì bây giờ nếu đặt vấn đề giải thoát, chúng ta có 3 loại giải thoát. Và thưa đại chúng, giải thoát là 3 cái đức của một người tu. Ở đây có ai đọc là tam đức lục vị không? Lúc mình cúng quá đường á, mỗi lần mình đi tu bát quan trai, trong các bài quá đường mình hay đọc cái bài đó: tam đức lục vị cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Vậy thì tam đức lục vị là gì? Và tam đức là gì? Ở đây là 3 cái đức. Thứ nhất, giải thoát đức. Thứ hai là pháp thân đức. Ba là trí tuệ đức. Người nào có được cái giải thoát là có được một cái đức của tu tập. Người nào có được trí tuệ là có được cái đức. Người nào có được pháp thân. Cho nên mình phải có 3 cái đức đó. Pháp thân là gì? Là cái thân ẩn tàng bên trong, không có hình tướng. Còn cái thân mà hiện nay mình đang có là báo thân. Báo thân là cái thân quả báo. Lùn cao mập ốm xấu đẹp là do cái quả báo của mình mà mình nhận cái thân này. Nhưng mà bên trong cái báo thân này nó có một pháp thân không định tướng, và pháp thân đó chính là cái thân Phật Pháp. Mình đem cái báo thân này mình đi sinh hoạt trong cộng đồng mọi nơi mọi chốn, nhưng hãy ứng xử bằng pháp thân để không có giận hờn phiền não ai. Vậy thì chúng ta có được một cái giải thoát là một trong 3 đức. Và trong đó nếu mà nói về giải thoát, nó có mấy loại giải thoát. Giải thoát tự tâm, tự lòng mình. Thí dụ đi, con mà đi ngang đụng một bác, không để ý, không xin lỗi gì hết, rồi bác đó chắc mình đi không thấy mà đụng không xin lỗi, đi mà không để ý là một loại, không xin lỗi là 2 loại. Rồi tôi nhìn mà vẫn chưa biết 3 loại. Rốt cuộc rồi bắt đầu một người lát cái người kia nhỏ mà ăn không mời, 1 loại. Đi trước tôi 2 loại. Rốt cuộc mình đi tới đâu mình hệ tới đó, mình còn tới đó. Cho mình muốn giải thoát không? Không cần chết mới giải thoát. Ngay trong đời sống này phải có được một cái giải thoát. Thứ nhất là tự tâm mình giải thoát, đừng có dính mắc cố chấp những cái việc gì của ai người ta lỡ người ta làm, cố ý vô tình. Nếu người ta vô tình thì sao ta biết mà ta xin lỗi? Mà người ta đã cố ý nghĩa là ta không khe, mình có buồn hay là mình, mà người ta cố ý nghĩa là ta muốn chặt mình, chặt cho mình tức mình giận. Mà mình càng tức giận thì người ta càng vui, người ta càng thích, tại ta làm được rồi, người ta cố ý. Mà mình buồn giận người ta thì mình trúng.
trung kế, trung độc trung độc của sân, của phiền não. Như vậy người cố tình là chắc chắn là mình khổ rồi đó. Nhưng nếu mình nhẹ nhàng thì mình không bị khổ, phải không? Mà người ta vô tình mà mình khổ thì mình lỗ. Người ta vô tình mà. Như vậy người cố ý làm cho mình khổ cũng càng không nên khổ. Và người vô tình làm thì cũng không nên khổ. Vậy rốt cuộc mình mới có được cái giải thoát. Vậy việc đầu tiên là giải thoát tự tâm. Rồi bây giờ giải thoát hoàn cảnh. Mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai, đúng không? Mình mà không có giải thoát được cái đó, mình khổ lắm. Mình khổ lắm. Bây giờ có một ví dụ nè. Mình đi máy bay, một cái chuyến bay dài, mình phải ngồi giữa, hai người ngồi hai bên. Mà hai người ngồi hai bên, người ở bên trong cứ ra vô suốt, mình ở giữa cũng phải đứng dậy nhường chỗ cho ta ra. Thì bây giờ đã ở lọt vào cái hoàn cảnh là mình một cái băng ghế ba người, mình bây giờ cái ghế của mình là ở giữa, mà mình thì muốn nghỉ ngơi, mà người ta cứ khiều mình nửa tiếng mẹ anh ngồi ao rồi phải đứng dậy giường cho nó, mình đâu có nói gì được. Ngay trong giây phút đó mình làm sao mình giải thoát được cái hoàn cảnh, là hoàn cảnh của mình là ở trên một chuyến máy bay cùng với ba người, và mình có khó chịu đi nữa tự nói với mình ráng đi nhỏ, 5 tiếng nữa xuống máy bay rồi, hay là 3 tiếng nữa xuống rồi. Tức là mình tự mình phải có một cái đề mục quán chiếu, phải không? Để chúng ta nói rằng thí dụ mình ngồi giữa như vậy còn đỡ hơn hồi nhỏ mình đi xe đò ngồi ghế xúc, mà người ta lấy cái ông lơ mà ông lấy tiền người khác luôn, ghế xúc cũng không có ngồi phải đứng luôn, phải đu xe luôn, phải không? Hồi nhỏ ở Việt Nam mình không phải nhớ đi xe đò đó, là mình đứt là mình bị ăn hiếp kiểu đó dữ lắm. Thành thử ra quý vị nhớ là mình phải có một cách tư duy để chúng ta giải thoát cái hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Có rất nhiều cái email và trình bày những khổ đau, và kết luận cuối cùng là thầy ơi, con muốn thoát ly mà không được, vậy thầy chỉ con bằng cách nào? Thôi, hỏi là trả lời rồi, con muốn thoát ly không được thì quan trọng là ở lại đi, ở lại đi hạnh phúc. Chứ bây giờ thầy cấp ra thầy không lẽ mình thấy bỏ đi. Thầy hiểu được cái chỗ đó không? Giải thoát gọi là giải thoát hoàn cảnh, cái kia gọi là giải thoát tự tâm. Mà tâm mình giải thoát thì tức khắc hoàn cảnh nó sẽ giải thoát, tại vì cảnh nó theo tâm, cảnh nó theo tâm. Cảnh mà mình giải thoát được cái tâm thì giải thoát được cảnh, phải không? Tức là mình đi theo việc chứ không theo cảnh. Theo tâm mình mà an thì mọi việc nó an. Cho nên an vui nơi này, an khắp mọi phương là vậy đó. Cho nên cái cảnh với cái tâm tuy nói nó hai, nhưng mà thật sự cốt lõi Phật chỉ cho mình cách chuyển tâm. Mà tâm chuyển thì cảnh chuyển, tâm chuyển và cảnh chuyển. Ví dụ mình nhận thức một con người đó như thế này thế kia, nhưng bây giờ mình chuyển cách nhìn thì tội nghiệp, coi vậy chứ cũng khổ lắm, sống mà lúc nào cũng nhăn nhó kiếm chuyện với người này, hà khắc với người khác, họ cũng đâu có dễ chịu đâu. Mặc dù ăn mặc rất đẹp nhưng mình cái tướng dạng nhìn nó đẹp cũng tội lắm chứ. Mình chuyển cách nhìn người ta, tâm mình chuyển cách nhìn họ, tự nhiên giờ mình thấy họ đáng thương hơn, đáng giận, đáng hiện, tự động tâm sẽ mình giải thoát hoàn cảnh. Mà tâm cảnh mà giải thoát hết gọi là giải thoát hoàn toàn. Giải thoát có ba cách, nhưng mà tuy ba nhưng mà thật sự chỉ là một. Tâm mà chuyển rồi thì cảnh chuyển, mà cảnh tâm được chuyển thì đâu còn gì nữa đâu, đâu còn gì nữa ràng buộc đâu. Thành thử ra thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình có quà hay suy nghĩ vậy nè, ai làm nhiều một điểm không kệ đi, thời gian rồi cũng qua. Nói trong cuộc sống này chúng ta sống tạm. Hồi nãy mấy chú vô kể cho Hoàng nghe câu chuyện nhỏ. Ngày hôm qua quý vị đang ngồi chơi thì có một con sóc nó chạy tới, nó ngồi kế bên. Thì chú mới khen con sóc đó và vuốt ve con sóc đó. Chỉ có mấy phút sau thôi, hai con sóc
sóc nó đùa giỡn với nhau trước mặt của cái chú cư sĩ đó luôn. Thì các vị ngồi ở đó chứng cảnh một, chứng kiến được một cái cảnh mà ngay trước mắt mình một con sóc mới bên cạnh mình đây, mình đang vuốt ve mình khen nó đây, chỉ mấy phút sau thôi nó chạy ra đường xe cá nhân đó. Thì nhiều khi có những cái đó làm cho chúng ta tỉnh thức giác ngộ, mà để nghe câu chuyện đó, thấy cái cảnh đó mà mình sân tâm hỷ xả, buông thư, tha thứ cho người khác được á, thì chính chỗ đó mình giải thoát, và chính chỗ đó mình giác ngộ. Nhà Phật gọi là duyên giác. Duyên giác là thấy cái duyên gì trong cuộc đời này để tỉnh thức giác ngộ, và người đó không cần ai chỉ dạy, mà người đó tự thấy cảnh mà giác ngộ, mà giác ngộ là duyên giác. Mà duyên giác còn gọi là độc giác, độc giác còn được gọi là bích chi Phật. Như vậy bích chi Phật cũng là người đó, độc giác cũng là vị đó, mà duyên giác cũng là vị đó. Trong ngũ thừa Phật giáo có thanh văn duyên giác đó. Duyên giác là gì? Những người thấy mọi duyên trong cuộc đời này mà tỉnh thức giác ngộ. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, có bao giờ đại chúng gặp một cái cảnh gì mà mình giật mình tỉnh thức giác ngộ không? Có chứ sao không. Nhưng mà tại vì mình giác xong rồi mình chìm xuống lại không? Cho nên các vị đó là ta giác rồi từ đó ta tiến u, còn mình giác xong rồi bỏ xuống. Cho nên mình hốt giác hốt mê, lúc tỉnh lúc mê, chứ mình không có toàn giác như các vị. Mình không có được đại giác. Đại giác là gì? Có nhiều khi người ta chứng kiến một cảnh vô thường mà ta giác ngộ. Ở bên chỗ có bà, con bà đang làm chức vụ rất lớn trong một tỉnh bang, đi lên làm răng chích thuốc tê rồi cái dị ứng nó phản ứng lại, dễ đạch đạch lên trên cái ghế, chở gấp vô bệnh viện và cứu chữa. Mà bác sĩ nói bà chỉ cần 10 giây là trễ thôi, chết liền. Và sau khi bà tỉnh được cái cơn đó rồi, về từ chức hết, bắt đầu trở về đi tìm hiểu con đường tâm linh. Và bà nói rằng mấy mươi năm cứ chạy đua theo cái quyền chức vân vân, bây giờ cảm thấy cái chết nó sát mình và buông tất cả để đi tìm. Vẫn cứ đi làm mà nghĩa là chỉ để đủ sống, chứ không còn đua đòi như trước kia, và để dành thì giờ cho nhiều việc khác hơn. Vì đó gọi là đại giác đó. Chứ không phải giác gì lớn, phải không? Giác một cách nghĩa là rốt ráo, viên mãn. Như vậy thì thưa đại chúng, giải thoát không phải đợi chết. Đợi chết mới giải thoát. Vậy trong khi mình sống đây, mình giải thoát cái gì? Mình hệ lụy đó sao? Phải không? Cho nên giải thoát tự tâm, giải thoát hoàn cảnh và giải thoát hoàn toàn. Nhớ không? Mà thể mà tâm cảnh mà giải thoát thì đó chính là hoàn toàn giải thoát. Và chúng ta tu có kết quả ngay trong đời sống này mà không luận năng lĩnh. Không luận năng lĩnh. Người nam cũng phải giải thoát, người nữ cũng phải giải thoát, không? Già cũng phải giải thoát, trẻ cũng phải giải thoát. Nhiều khi lớn tuổi chừng nào phải cần giải thoát sớm hơn là để chi? Không có khổ lúc tuổi già. Tuổi già rồi có những việc mình chỉ lấy mắt ngó và trong cái âm thầm cầu nguyện, chứ không dính dáng được. Ví dụ như hồi xưa mình tạo nghiệp sự nghiệp, bây giờ giao lại cho con cái thì thôi để cho các vị làm. Mình làm không được mà cứ đi theo hỏi, rồi nghe không tốt thì lại buồn, mà khả năng thì không còn sức nữa, thì tự nhiên mình chuốc lấy một cái khó chịu cho mình. Giúp thì giúp không được, mà buông thì không đành, rốt cuộc trong lòng mình khó chịu, từ đâu mình chuốc ra, mà đâu cần mình nữa đâu. Ngày xưa một mình vươn chải được thì con mình cũng sẽ làm được, mà nhiều khi còn làm giỏi hơn mình. Thành thử ra có những lúc mình phải buông. Mình đừng có nghĩ là chỉ có mình mới làm được việc đó. Pháp Hòa xin sám hối, giống như bây giờ có những lúc Pháp Hòa cũng phải mắt nhắm mắt mở để cho các thầy trẻ lớn lên, đệ tử đó, làm những công việc của mình trong mấy mươi năm nay. Hồi xưa giờ mình cứ bám vô đó mình làm. Bây giờ nếu mình không buông ra thì làm sao các vị chụp mà làm? Các vị chụp, làm,
có không thành công hay có như thế nào, từ đó sẽ có những kinh nghiệm. Và còn mình ở đó, mình quan sát, mình thấy để mình tu chỉnh, mình bồi bổ. Chứ còn mình đợi tới hồi mình chết, mình mới buông, thì lúc đó không có mình ở đó để mà nhắc nhở, để mà tu bổ, để mà bổ những cái khuyết, những cái ưu, thì làm sao được. Cho nên chữ giải thoát chúng ta phải hiểu nó như vậy, thì chúng ta mới không bị vướng chữ và chạy còn bạc. Cũng giống như mình thiếu nợ thôi, mình trả được đồng nào thì đỡ đồng đó, mình bệnh mà bây giờ hết được phần nào đỡ phần đó. Cho nên tu không tu được thôi, hãy tu tới đâu an lạc giải thoát tới đó. Vì vậy là chúng hiểu chuyện giải thoát ha. Không, giải thoát không phải là đợi tới chết là một nơi chốn nào, ngay dưới chân mình là giải thoát. Xin thầy giải thích dùm con từ tam ma đề là gì? Một người đạt được tam muội và tam ma đề có giống nhau không? Thưa đại chúng, cái chữ tam ma đề là tiếng Phạn phiên âm, chữ gốc là samadhi, mình âm là tam ma đề, có khi âm là tam ma bát đề, Trung Hoa dịch là tam muội. Nếu nói cho gần gũi rõ ràng là tịnh, chánh định. Như vậy tam ma đề hay tam ma bát đề hay tam muội hay là chánh định cũng chưa hiểu luôn. Chánh định là gì? Nói diễn giải chút xíu là khi nào mình gom tâm của mình lại một chỗ, không còn bị chi phối ở đâu hết, lúc đó gọi là chánh định. Tam ma đề hay tam ma bát đề. Ví dụ trong giờ phút này đại chúng đang gom tâm mình lại, giết tâm mình lại trong cái buổi sinh hoạt tối hôm nay, không có còn suy nghĩ biết lát tối nhà bếp có cho ăn cái gì nữa không hay là ngày mai sáng ăn cái gì, hay là tối nay ngủ làm sao, mình không có suy nghĩ gì nữa. Mình đủ khả năng có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại này thì gọi là chánh định. Như vậy thì chánh định hay tam ma đề hay tam ma bát đề, nghĩa của nó là không tán loạn, đủ khả năng chỉ và quán, chỉ là dừng lại, dừng cái tâm tán loạn lăng xăng, đủ khả năng sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, gọi là tu thiền. Hỏi thiền là gì? Thiền là gì? Thiền không phải ngồi trên ngôi đó, thiền không phải là hai cái tay, thiền không phải nhắm mắt, thiền không phải là ngồi bất động, đúng, mặc dù là hình thức là vậy, nhưng nghĩa của chữ thiền là đủ khả năng dừng vọng tưởng lăng xăng, đủ khả năng sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, mà bằng hai chữ thôi. Dừng tán loạn gọi là chỉ, sống trọn vẹn quán sát rất rõ ràng và làm quán. Vậy tu thiền tu hai cái thôi, một là chỉ, hai là quán. Hỏi chỉ quán là gì? Quán nào con chỉ? Chỉ là dừng, chỉ là dừng, đinh chỉ, mình nói đinh chỉ, chỉ là dừng lại. Dừng cái gì? Dừng cái lăng xăng. Quán là sao? Nhìn cho thấu đáo. Ví dụ như mình đi ngang, dừng lại coi, dừng lại nhìn kỹ đó. Không còn ví dụ vậy để lại chúng hiểu thế nào mà là dừng và nhìn kỹ. Cho nên tu tập nó chỉ hai việc thôi, chỉ và quán. Mình dừng cái tâm tán loạn lăng xăng của mình và sống trọn vẹn với những gì đang có. Hôm nay quý vị ở trong cái ba ngày tu này, thật ra là Hòa Thượng Viện Chủ ở đây á, là kêu Pháp Hòa về đây là cả chung năm rồi, chung mai mới đây. Pháp Hòa nhớ lần cuối mà hai bên điêu với nhau, lúc đó là cuối năm 2019, khi Pháp Hòa đang ở Nhật, đang đi giảng bên Nhật, mà phải làm cái lịch cho năm sau. Cho nên lúc đó mới liên lạc với Hòa Thượng, và bạch Hòa Thượng là con chỉ còn có tháng 11 thôi, năm 2020 con chỉ trống có một tuần lễ của tháng 11 thôi. Hòa Thượng có nhận được đó không? Hòa Thượng thấy không? Lạnh quá. Vậy là Hòa Thượng tự từ chối con này nha. Giờ thưa đại chúng là cho dù có nhận lịch lúc đó đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải đình lại hết, tại vì dịch Covid, nhớ không?
thì cuối năm 2019 Pháp Hòa đang ở Nhật liên lạc với Ngài và xin cái lịch của tháng 11 và Thượng Đế. Thầy có tới tôi thì tới cái tuần tháng nào mà ấm ấm á, chứ còn mà mấy cái tháng 11 là tổ chức khó đã trời lạnh. Thế thì dịch bệnh tới nơi rồi Pháp Hòa cũng delay cho tới năm nay mới về đây. Vậy thì bây giờ mình phải thấy được cái cơ hội, cái cơ hội mà chúng ta gặp nhau như vậy nó ít lắm. Chưa chắc là sau này có mà trở lại gặp đông đủ như vậy, tại lúc đó người có việc này, người có việc khác, phải không? Cho nên không bao giờ mình có cơ hội tắm cùng một trận sân hai lần. Vì vậy cho nên phải dừng tất cả mọi tán loạn, an trú trong phút giây hiện tại chúng ta đã có mặt trên đó. Rõ ràng bên nhau, chứ phải nào là chim bay. Giờ phút này chúng ta xung vầy. Trời ơi, thì hiểu chữ tam muội chưa? Tam muội, tam ma bát đề, chánh định, tam ma đề là một chữ. Và nghĩa của nó là tâm mình nhiếp lại một chỗ, không còn tán loạn nữa. Và cái cách sống của nó là gì? Chỉ và quán. Cách tu của nó là chỉ và quán. Hồi trưa mình ăn cơm, nếu mình ăn cơm có thiền á, là mình ăn ngon dữ lắm. Tàu hủ nhai mình biết tàu hủ ngon ra sao, rồi canh chua nó ngon ra sao, mình trọn vẹn có mặt với thức ăn. Phong vào bày cho đại chúng một cái cách tu thiền trong khi ăn, tâm mình có tán loạn và mình biết trân quý. Mình cầm một cái món gì lên mình ăn, mình đếm coi trong này có bao nhiêu yếu tố nó có mặt trong cái bữa ăn này. Ví dụ hồi trưa này mình ăn đậu hũ muối xả, rồi bây giờ mình quán coi đậu hũ muối xả có bao nhiêu yếu tố. Đậu nành là 1, muối là 2, xả là 3, ớt là 4, dầu chiên là 5, rồi gì nữa, giao cũng gì, một nêm là 6, phải không? Rồi đó là thí dụ đi ha, mình đếm đủ. Đây là 6 yếu tố chính. Ngoài 6 yếu tố chính còn những yếu tố phụ như cái chảo để chiên, như lửa, như người đi chở đậu hũ về, như người trồng đậu nành, người xay ra đậu nành, người làm ra đậu hũ. Trời đất ơi, một miếng đậu hũ chiên, quá trời công sức ở trong đó. Thế thì mình ăn như vậy, mình thấy bao nhiêu cái công phu trong miếng đậu hũ, sao dám chê khen? Tại sao mình không thấy bao nhiêu yếu tố khó khăn? Rồi đâu phải đậu hũ nó nằm ngoài chợ, nó tự nó bò về chùa Linh Quang. Phải có người đi mua về, rồi cái người cắt gọt là có cây dao, có cây dao khứa đậu hũ. Thí dụ vậy. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói về đây, chúng thấy không? Một việc mình làm, một món mình ăn có rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chính và yếu tố phụ. Ví dụ bình hoa này, hoa đẹp quá, nhưng nhìn đi, bao nhiêu yếu tố trong này? Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa mõm chó, lá fern, rồi người làm ra cái nút này cắm, rồi nước, rồi người, bao nhiêu yếu tố khó khăn trong một bình hoa. Cứ tập như vậy mà quán, tập như vậy mà quán, lâu ngày chúng ta có đỉnh đi, chúng ta không mất. Thí dụ mình đi vô trong nhà vệ sinh, ta để cho mình một thùng giấy lau, mình rửa mặt nước nó văng, lấy giấy lau thì Pháp Hòa suy nghĩ, chỉ lau nước thôi đâu có dơ gì đâu mà phải vứt cái giấy này. Thì mình lại trải tấm giấy nó ra trên cái mặt sinh đó, một lát nó khô, mình lại tiếp tục lau. Đến khi nào nó thật sự không còn dùng được nữa, mình mới bỏ một lần. Và thường Pháp Hòa đi đâu, cái ngày cuối Pháp Hòa ra về đó, tất cả những cái giấy mà hồi nãy mình dùng, Pháp Hòa dùng và lau bồn cầu, lau sinh, lau đất một lần rồi Pháp Hòa mới bỏ. Clean sạch cái washroom theo khả năng của mình có được trong lúc đó, trước khi mình rời đó. Nhiều lúc đó, đi tới đó chỗ đó ngủ, ta căng cái, để cái mền ra mới quá, ngủ có mấy tiếng không thấy không mà thôi lấy cái áo lạnh của mình trùm, mình đắp vậy lỡ ta phải giặt cái mền nó tội, không dám đắp cái mền, lấy cái áo lạnh tròn lên ngủ đó, trừ khi nào mình ở vàng
Cho nên thưa đại chúng, mình có tư duy như vậy thì mình không có dám phung phí, và cái phước của mình không cần gì, cứ như thế mà sống. Mình đi ra cửa mình để đôi dép, mình thấy nó ngổn ngang quá, mấy bác đi ra té xách lại cho đàng hoàng. Và nhiều khi chính mình xách đôi dép ngay ngắn á, người sau vô ta thấy vậy ta không có dám ngổn ngang vừa phải, tại vì người trước đã làm vậy thì người sau phải, ta đóng cái miếng gỗ từ ở cái khúc đó đi vô về chính điện, ta làm cái đường gỗ. Rồi mọi người bước vô chánh điện là xoay cái lưng lại, lấy đôi dép ra để chi? Để đôi dép nó nằm về, một lát mình đi ra mình để chân mình vô thôi. Tức là họ xoay lưng lại, họ để đôi dép để chi, rồi ngay ngắn một lát họ từ đây họ bước ra, dép của họ đã sẵn, cái chiều mang rồi, họ mang vào đó. Còn nếu như mà có kể để mà số lượng đông, mỗi người xong rồi cầm đôi dép để, và họ làm cái hàng như vậy, mọi người theo cái hàng ngũ đó mà ra vào chánh điện không hề lộn xộn. Thì như vậy gọi là gì? Chim bay có đàn và kiến bò có mũ, cho nên gọi là hàng mũ. Con chim nó bay có đàn, con kiến nó bò có mũ, con người phải hơn con kiến con chim. Đó là lời tổ dạy nha. Quý vị mở cái luật Sa Di luật giải, vị hòa thượng dịch giả: chim bay có đàn, kiến bò có mũ, người xuất gia đâu được khác hơn. Mình là một người, mình còn phải nghiêm túc hơn đó. Vì vì xuất sinh mà nó còn vậy thì muốn chi mình. Cho nên không thể. Cho nên một người xuất gia mà đúng nghĩa mà tu tập, tự nhiên nó đẹp. Nó đẹp từ cái oai nghi, từ cái tác phong, từ cái hành xử. Cặp mắt của mình đi mà chỉ nhìn thẳng chứ không được liếc nó, tại vì liếc nó lâu ngày thành tập khí. Ngồi đây mà liếc chỗ này, ngồi đây mà liếc chỗ kia, cho nên không cho mình thành một thói quen liếc nó. Đó là cái phương pháp. Đi ra đường nhìn chỉ tập. Dĩ nhiên là khi mình đi khất thực, ở đây là chúng ta hạn chế. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà nói thiền đó, không phải là cái chuyện ngồi trên bồ đoàn cao cổ, mà thiền trong mỗi giây phút trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm gì, chúng ta phải có ý thức chúng ta đang làm việc đó, để khi cái sự hư dở của nó không đến nỗi gì, mình có chăm chút, có để ý. Làm cái gì mà không có để ý, không có chăm chút thì thế nào hư sự. Còn người có để ý, có chăm chút, có hư được không đến nỗi. Hồi đó mỗi lần vô một cái khóa tu lớn, các vị nấu ăn chưa có quen á, có bà bày một cái cách. Bây giờ chưa có khả năng lừa mấy trăm người nấu nhiều cặp không, có bày cho cái cách. Bây giờ mình có 200 người, bút 200 chén nước lọc, và sau đó mình dư thêm 10 chén, 15 chén, 20 chén gì tùy mình. Như vậy không đến nỗi quá nhân, mà cũng không đến nỗi quá thiếu, và nó ở cái mức độ trung bình là chúng ta có lý. Bây giờ mình cứ canh, rồi dĩ nhiên là đâu thể nào 200, lỡ mình có cách bất tử hoặc là thế này thế kia, cho nên nấu dư ra chút. Cho nên mình nó lấy cái lóng tay mình đo gạo đúng không? Cái căn bản hồi nhỏ mình học nấu cơm là vậy mà. Nhưng mà tự mình phải biết bản chất của gạo đó, gạo cũ hay gạo mới, để chúng ta thêm nước hay là giảm nước. Căn bản là lấy một lóng tay. Cho nên người học chung mỏ mới vào chùa học tu không có cho học nhồi mỏ gì hết, cứ khai chung mỏ bình thường mà tụng. Anh khai chung mỏ nhịp nhàng tụng rồi đó, khi anh luyện cái tay anh rồi, điêu luyện cái tay rồi, anh muốn nhồi mỏ chín hồi, ba hồi, bảy gì đó, nhồi mỏ như vậy. Và hòa thượng nói đấy, ví dụ như con đang đi, mà con đang đi, mà đang đi từng bước chỉ cái nhảy cà đạp vậy đó, cũng giống như tụng mà nhồi cà đạp chết hỏi. Các ngài không cho lúc nào. Tại sao? Người tu phải nhẹ nhàng ngay từng cái nhịp mỏ đó, còn cái chuyện mình linh động, mình quyển chuyển tính sao? Giống như người hát nhạc đó, đầu tiên hát phải đúng nhịp đã,
rồi sau đó mình muốn uống lái, mình hút cao dòng gì đó là khi mình điêu luyện rồi. Còn cơ bản là cứ như thế mà ăn. Tụng kinh cũng thế, tụng cái âm thanh nó vừa chừng cho nó luyện đi. Khi nào mình giỏi rồi chừng đó mình hút cao hút cỡ nào đó tự. Quý vị hiểu được chỗ mà nói không? Cho mình tu tập thiền định là ở cái chỗ đó. Cho nên mình giữ cái tâm mình bình thường, giữ mình không giữ cảnh, tâm bình cảnh sẽ an. Tức là mình, đó là Pháp Hoàng nói cái chuyện giải thoát đó, nói cái chuyện tu tập đó. Cảnh nào cũng lao sao cả, chỗ nào nó cũng lao sao, quan trọng tâm mình đừng lao sao. Cho nên người đệ tử nói dạ thưa thầy, tâm con bị động. Người thầy nói vậy con đừng động tâm. Con đừng động tâm thì tâm con sẽ có linh đấy. Ông từ đâu tới? Nói dạ con ở thành Trường An. Thì bây giờ mình nói gần gũi chút để ông từ đâu tới? Dạ con từ Los Angeles hay là Santa Ana hay là Houston. Tàn nghe nói vùng đó ồn ào lắm phải không? Ví dụ vậy. Nói dạ quốc độ con an ổn. Nghĩa là ta nghe nó cái cảnh đó ồn lắm không? Dạ bạch hòa thượng, tuy quốc độ đó ồn ào, ta nghe nói chỗ đó ồn lắm phải không? Dạ nhưng quốc độ con an ổn. Nghĩa là tâm con không bị gián đâu. Hòa thượng nói khác. Thầy và trò gặp nhau ở cái chỗ đó. Cho nên người thầy muốn tìm một người học trò đó là sẽ coi cái cách ứng xử đối đáp của người trò để nhận ra được rằng đây là một viên ngọc trong Phật pháp. Cho nên đệ tử tầm sư nhị, sư tầm đệ tử nay. Đệ tử mà tìm thầy dễ lắm, còn thầy muốn tìm một đệ tử chân truyền thì rất khó. Đệ tử tầm sư nhị, sư tầm đệ tử nay. Người thầy muốn tìm một đệ tử chân truyền khó. Có những người chỉ ứng với việc đi chùa và Phật pháp, chúng con không biết phải làm sao để chuyển hóa nhất tỉnh thức. Mình có thức với tỉnh chưa? Mình thức tỉnh rồi mình hạ tỉnh thức người khác thôi. Thật ra cái đây là cái tâm tốt, nhưng mà đại chúng nhớ là Phật cũng có ba việc không thể làm. Có khi nói là Phật có bốn việc không thể làm. Thứ nhất, Phật không thể thay đổi nhân quả. Thứ hai, Phật không thể cho ai trí tuệ. Phật không có install lắp ráp trí tuệ vô hình không? Nhân quả không thể, không thể làm. Đó là người không đủ duyên không thể đổi. Làm sao bây giờ có một ví dụ vậy này. Có một cái người đó, họ đưa lên như vậy đó. Thì cái vị gì mới hỏi dạ thưa đạo hữu làm nghề gì? Bây giờ con là bác sĩ. Vậy thì bổn phận của bác sĩ làm gì? Chữa bệnh. Vậy sao còn nhiều người bệnh quá vậy? Tại sao không chữa mấy người ngoài kia bệnh? Họ có tới với tôi đâu mà tôi chữa. Thì hòa thượng nói cũng thế thôi. Cửa chùa mở rộng, nhưng mà người ta không tới thì sao người ta cảm được? Phải không? Thưa đại chúng, giáo pháp của Phật có 8 đặc tính. Trong đó có một đặc tính là đến để thấy, để chứng nghiệm chứ không phải đến để tin. Mặc dù niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức, nhưng Phật giáo không có muốn chúng ta dừng ở niềm tin, mà sau khi niềm tin rồi chúng ta phát triển niềm tin để đưa đến cái chánh tín. Còn nếu chỉ dừng ở niềm tin thì chúng ta sẽ cuồng tín hay là mê tín mà không có chánh tín, bởi vì không có đi sâu hơn. Cũng giống như quý vị chỉ biết nói đây là bình hoa cắm mà không hề học cái cách cắm hoa. Họ biết cắm không? Chẳng dễ ở. Vậy tôi nhờ vậy thôi, nhờ khác thì tôi bận. Vậy tôi có biết cắm đó đâu. Tôi chỉ biết ngộ thôi. Tại vì tôi cũng giống như trong kinh nói vậy, có sống mà không có mưa.
Đức Phật nói thế giới này có bốn dạng ha. Có lúc có sấm mà không mưa, có khi có mưa mà không sấm, có khi có sấm có mưa, có khi không sấm không mưa. Thế nào là có sấm có mưa? Nổ nhiều mà không không nói, tức là có sấm mà không có mưa. Mà ngược lại mà không có sấm mà có mưa, nghĩa là người làm nhiều hơn nói, làm chứ không nói. Nhưng mà nếu người nào sống với mưa là có làm có nói, hay là có nói có làm, nhưng mà cũng có người không làm cũng không nói, là không sống không mưa. Như vậy thì đặt một đặc tính của giáo pháp là đến để thấy, chứ không phải đến để tin. Thì câu đó chúng ta đừng có hiểu lầm là Phật giáo không có tin, không có. Nhưng mà tin cái gì để nó làm cho cái niềm tin mình phát triển. Ví dụ như nghe người ta nói là ăn cái hoa đậu biếc, uống nước hoa đậu biếc ngủ ngon, có ví dụ gì đi, thì mình phải biết cái tính chiều của nó làm sao, uống như thế nào. Hay là mình nói là trên nguyên tắc căn bản ai cũng biết là trồng cây phải tưới nước, ai cũng biết căn bản vậy đúng không, nhưng mà đâu có nghĩa là cây nào cũng cần nước dữ dội đâu. Quán sát hồi thì ra một bình lan tưới ngập nước, nó uống thôi, uống rễ nó thối luôn, lan nó có cần nước dữ vậy không? Như vậy thì trên nguyên tắc cây nào cũng cần nước, nhưng có những loại cây nó đâu cần nước đến mức độ như vậy. Cho nên mình không, mình lấy một cái công thức chung mà sau đó phải đào sâu, phải nghiên cứu. Cho nên ở trong cái câu hỏi này, tại sao có những người người ta không đến được với mình, là làm sao đây? Trước hết chúng ta nhận cái duyên, mỗi người vô duyên không độ được. Cái thứ hai là gì? Có đôi lúc không phải người ta không có duyên, nhưng mà người ta lại gặp cái duyên là người ta thấy những người hành không được, người ta bị thối duyên, thối tâm. Cho nên một trong những cách chúng ta thuyết pháp hướng tâm người ta bằng cách chúng ta sống. Ông mà mới vừa đọc được một câu của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở bên bên Phật giáo Tây Tạng, ngài mới nói á, nếu sau một thời gian dài tu tập mình thấy mình không an lạc hơn, mình không thấy mình nhỏ bé hơn, bình thường hơn, dễ thương hơn, là mình biết mình tu lạc. Tại vì mình tu chặt rồi mình thấy mình cái gì mình cũng gì khó chịu hơn, câu có hơn, gắt gỏng hơn, chứ không bình thường hơn. Càng tu tâm kinh cung càng lớn, sự an lạc càng nhiều, sự dễ dãi mình càng lớn thì mình tu trúng. Tại sao? Tại mình bất chấp thôi. Mình thấy được tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ là theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Ở cái chỗ giải thoát mình lại ràng buộc. Ở cái cõi đời tạm mình bắt cái gì cũng đừng cũng phải thôi, cái nên hết không có được. Cho nên là ghế hay cái gì đó, lifetime guarantee, nó nói cứ nghe đi, chứ không có gì trên đời nào không có gì lifetime guarantee. Nhưng mà cuối cùng rồi quý vị nhìn thấy cái bàn, cái ghế, cái tivi, cái máy gì cũng có giấy guarantee hết, mà bản thân mình không có giấy guarantee. Con người mình có ai có giấy guarantee không? Không có. Mua cái microwave có giấy 2 năm, tủ lạnh 2 năm, tivi 2 năm. Còn con người mình chỉ trong một hơi thở, chỉ trong một hơi thở. Everything have a guarantee. A human's body does not have any guarantee. And what is the most guarantee? Only in one breath. Mình chỉ thở ra hay thở vào. Cho nên mình muốn cảm hóa chúng sanh, cảm được, nhưng mà mình phải để ý lại giữa duyên và cách sống. Thí dụ một cái hoa này, nó không được chăm sóc kỹ lưỡng,
Nhưng nếu nó đủ duyên đến với bàn tay của mình, mình biết cách chữa nó, có thể mình tỉa bớt một vài cái héo đi và mình làm nó lại, thì bình hoa này bắt đầu nó nhìn nó có lẽ tươi tắn trở lại được một khoảng thời gian. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, Đức Phật dạy á, một cái người sống trong đời có những khả năng biết tu chỉnh cái gì hư đổ, biết tu sửa những cái gì đã hư, biết xây dựng cái gì chưa có, mà biết làm lại cái gì đã đổ vỡ. Cho nên nhiều lúc hạnh phúc đổ vỡ chúng ta làm xây dựng lại hạnh phúc. Chúng ta chưa có hạnh phúc, chúng ta lại đi tìm người để cùng xây dựng hạnh phúc. Nhưng mà cùng xây dựng hạnh phúc xong rồi một ngày kia cả hai cùng đập vỡ cái công trình của mình, rồi cuối cùng reunion và xây dựng lại hạnh phúc. Hay là mình phải lấy kinh nghiệm của cái thất bại trước để mình xây dựng cái hạnh phúc của thứ hai. Đó là cái cách sống của chúng ta. Thất bại được một lần nhưng không dừng lại, chúng ta biết vươn mình làm tốt đẹp hơn. Cho nên mình biết thấy một cái người mà họ chưa đến với đạo, rồi đồng thời để mình nói bây giờ ví dụ con mình không thích đi chùa hay là không thích nghe Phật pháp, ví dụ vậy đi, nhưng chúng ta cũng khoan vội buồn hay là phán xét rằng con mình vô đạo đức, hãy nhìn lại cách sống của con tâm trong sạch. Có nhiều khi bạn trẻ không đi chùa nhưng đời sống rất thánh thiện, biết thương người giúp người, tâm rất ngay thẳng, họ đã thực hiện được cái chân lý của đạo Phật rồi, bất quá họ chưa đặt chân đến chùa thôi. Cho nên cũng khoan vào cái chuyện đó, phải nhìn lại cái cách sống của con mình. Nhiều khi con mình không đi chùa, không nghe Phật pháp, nhưng mà con mình sống rất dễ thương, sống rất đạo. Là mình nên nhìn cái đó hơn là nhìn những cái tướng ở trên. Rồi bây giờ nhìn lại mình nè, áo tràng mấy cái nè, chuông mỏ mấy bộ nè, kinh một tủ nè, thầy nào mình cũng quen nè, nhưng mà đụng tới mình không ai dám, có tại gai đầy hết. Đó là mình ví dụ vậy thôi. Tức là nhiều khi mình thấy mình đi chùa, mình tu tập, nhưng đôi lúc cũng phải có lúc nhìn lại mình để mình thấy quá trình vừa qua mình tu tập mình đã sống như thế nào. Vì cái đó chính là cái cần thiết cho chúng ta. Đúng như lời tổ Trúc Lâm dạy, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Hãy lấy cái ánh sáng soi rọi lại chính mình, phản quan tự kỷ. Đó là bổn phận của chúng ta. Như vậy tại sao chúng ta ngồi thiền phải tắt đèn và nhìn xuống? Tại sao ở đây? Tại vì cái ánh sáng này thủy chung vẫn là ánh sáng của đèn, của điện. Trong cảnh tối tâm mà tâm mình vẫn sáng soi, mà cái sáng tâm nó sáng hơn sáng ánh đèn. Còn tại sao khi ngồi thiền phải tắt đèn? Vì trong cái cảnh tối đó mà tâm mình hằng sáng. Cái này nhà Phật gọi là thường chiếu. Thường chiếu hoặc là tịch chiếu. Chữ tịch là vắng lặng. Trong cái lặng lẽ, trong cái tối là tịch chiếu. Cho nên các vị thiền sư vào cái đêm giao thừa và các ngày ngồi thiền để đón xuân. Còn mình đó là theo thế gian, phải đốt pháo, phải múa lân, phải trồng rộ lên, đấy là pháp đón xuân của thế gian. Mình tùy chúng sanh mình làm, vui theo cái văn hóa, cái tập tục thế gian. Còn cái vui và cái đón Tết của nhà, của một người, một vị thiền sư là tĩnh lặng và đón xuân. Cho nên Việt Nam mình có một vị thiền sư, khi mà ngài lớn tuổi rồi, ngài ngộ ra được chỗ đó rồi, ngài làm bài thơ sao? Thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa bướm rộn trong lòng. Tức là mình rộn được theo tiếng pháo, tiếng múa lân rồi vậy đó. Bây giờ nè, tu tập nè, Chúa Xuân nay bị ta khám phá. Tức là Chúa Xuân là nàng Xuân, Chúa Xuân mình khám phá được rồi. Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng, trải cho tọa cụ ngồi thiền đón xuân. Quý hiểu được chỗ đó không? Cho nên
Mình nhìn một người, mình có lòng, mình hướng tâm người ta, nhưng không phải chỉ một yếu tố đó đâu. Một chúng sanh mà người ta dở, nó không phải chỉ một yếu tố, mà có thể có những yếu tố khác đã làm cho người ta thối tâm và lui sụp. Mà cũng chưa chắc nhìn một người đi chùa nhiều, làm việc nhiều mà không có cái dở trong đó. Nhiều khi người ta có được cái tướng đó mà ta thiếu cái nội dung kia. Hoặc là nhiều khi người ta cầm mở bên ngoài một cuốn sổ rất dày, nhưng mà ở trong không có nội dung đó. Ví dụ quý vị đấy, trời ơi, cầm cái bìa quyển kinh nó quá, mà rốt cuộc nhìn lại rớt mất hết mấy chục trang. Cuốn kinh này thiếu chữ, thiếu bổ, thiếu đầy đủ bổ. Hiểu được không? Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn xin thưa như vậy, để chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại thôi, chứ không có gì hết. Đôi lúc quý vị ưu tư về con mình, nhưng hãy nhìn lại cách sống của con mình. Có đủ ba cái điểm đạo đức mà Phật giáo đề xướng không? Đó là đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch, thương xót mọi người. Nếu con mình nó có được cái đó, mặc dù nó không đi chùa, nó không nghe pháp gì hết, nhưng đời sống nó có đó thôi, thì chúng ta hãy biết rằng nó đang đi trên con đường của Phật giáo. Tâm của nó đang hướng về cái cách sống của Phật, bất quá là chân chưa đặt đến chùa thôi. Nhưng mà ở nơi người đó là phát triển được cái chân lý của đạo Phật. Còn không nữa thì mình cũng phải nhìn lại mình. Cách sống của mình cũng là cảm cách để cảm hóa chúng sanh. Hết giờ rồi. À, nếu có người muốn thật sự xuống tóc xuất gia, thầy sẽ có khuyến khích hay không, và sẽ khuyên người đó thế nào? Dạ, ai muốn xuống tóc đi tu thì đều được khuyến khích chứ. Tuy nhiên cái chung là một khuyến khích hết, nhưng chúng ta cũng phải dò có cái cơ hội ngồi lại với người đó để thấy được hoàn cảnh của người đó như thế nào, để mình biết rằng người đó đã sẵn sàng để đi vào con đường tu tập chưa. À, mới đây có một đạo hữu lên thăm Pháp Hòa, thì anh mới chia sẻ là thật ra là con rất muốn đi tu, nhưng con nhìn lại thì con thấy con còn con nhỏ, bổn phận còn nhiều, cho nên con phải làm xong bổn phận rồi thì con mới có thể yên lòng con tu được. Pháp Hòa nói đúng vậy thôi. Bây giờ nếu mà anh lên anh xin xuất gia mà quý thầy hỏi anh là hoàn cảnh anh sao, nói dạ hai ba đứa con như ông nhóc còn nhà, quý thầy nói thôi ông về ông làm ơn đi. Ông to đi, ông đừng có làm hại núi rừng của lão tăng. Quý vị nhớ câu đó không? Khi mà ngài Trần Thái Tông á, ngài đi lên trên núi Yên Tử, ngài gặp một vị thiền sư, hỏi bệ hạ đến đây để làm gì? Nói trẫm đến đây để tìm Phật. Dạ thưa bệ hạ, Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm. Một khi tâm mà sáng rồi đó, thì bệ hạ vào ra tự tại, không cần phải núi hay là ngoài cung. Nhưng mà trẫm chán đời lắm rồi, trẫm chán cái cung vàng điện ngọc, cái cảnh sống bon chen chực chực này lắm rồi, trẫm muốn dựng cốc ở đây mà tu. Trần Thủ Độ chạy lên tới núi, xin hoàng thượng lui gót trở về hoàng cung. Ngài từ chối không về. Ông Trần Thủ Độ ra kế, thôi thì được rồi, bây giờ hoàng thượng ở đâu thì xây dựng hoàng cung tới đó, lính đâu xây chỗ này, cung này xây chỗ kia, điện kia. Vị lão thiền sư thế, xin hoàng thượng hãy trở về cung cấm, đừng làm hại núi rừng của lão tăng. Pháp Hòa mới nói á, thôi anh nghĩ vậy cũng tốt, tại vì Pháp Hòa biết chắc á, nếu mà con miễn cưỡng vô tu anh cũng không có định nổi đâu. Tại vì
đôi lúc mình sẽ trùng tâm lại và mình thấy rằng mình thiếu bổn phận như Phật. Ở có tạo cái giờ việc, việc nghiệp nào hãy làm tròn cái phần đó, rồi chúng ta sẽ tròn Phật đạo. Tròn bổn phận của mình chính là chúng ta tròn Phật đạo. Cho nên chúng ta tụng hết đệ tử và chúng sanh. Vậy thì mình với chúng sanh có cái duyên với nhau bằng cách nào, cái cách khác? Thí dụ như mình với người đó là có duyên vợ chồng, mình với người này là có duyên con cái. Mình tu là mình chuyện của mình, mình phải làm sao lấy cái tu mình chuyển duyên với chúng sanh đó để người đó với mình viên mãn. Mình có đi tu, người đó không có trách buồn gì mình, thì chừng đó mình mới yên thân và thành Phật đạo. Cái câu đó hay lắm. Cái câu mà đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo không hề đơn giản. Nhưng mình cứ nghĩ tôi và chúng sanh. Chúng sanh ở đây là ai? Là những người có duyên với mình chứ. Vậy thì bây giờ trong cuộc sống của mình có bao nhiêu cái duyên mình đã tạo? Và tại sao mình không làm tròn cái Phật đạo, cái chúng sanh đạo đó để đi với cái Phật đạo? Cho nên đạo trong lúc này là gì? Không phải là cái ngôi vị chứng quả, mà chính là cái bổn phận của chúng ta. Đạo trong lúc này là bổn phận. Ví dụ như nó đạo làm con, đạo làm chồng, đạo làm vợ, thì chữ đạo này nghĩa là gì? Là bổn phận. Chứ đâu phải cái quả vị, cái ngôi vị gì chứng để mà leo lên sông sen, bông sen rồi đó. Mà mình không chọn rồi leo lên bông sen, nó cũng kéo mình xuống. Hiểu ý từ chỗ đó không? Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trời, nói sao linh quá, tự nhiên có cậu đầu dính đây nè. Lâu nay con thường nghe pháp của thầy rất nhiều và con cảm thấy rất bình an trong cuộc sống này. Hôm nay đây nhờ duyên lành con đã được gặp thầy ngoài đời. Ngay giờ phút đầu tiên gặp thầy, con đã cảm nhận như được trở về nhà và nước mắt tuôn rơi. Như vậy có phải là con có duyên tu từ kiếp trước không thầy? I don't know. Wait and see. Tại sao theo sự hiểu biết của con thì chúng ta không tin dị đoan, đúng theo lời của Phật dạy? Tại sao các chùa lại bày ra cúng sao giải hạn xin xăm? Không cho xin mình cũng tự mua xăm uống mà. Thưa đại chúng, hồi sáng có bà Pháp Hương đó, cái cửa chùa Linh Quang này có ba cổng đây, ngay trước chính điện. Bên này để là giải thoát môn, bên đây là phương tiện môn. Cửa giải thoát, cửa phương tiện. Vậy thì á, mình cúng sao giải hạn sinh xong, nhưng mà cái đó không phải là của mình, mình mượn của người ta, nhưng mà mình thổi gì trong cái đó, mình đưa cái gì vào trong đó. Cho nên nếu mà cái tà pháp đó, cái pháp nó không trúng vào lô tai người chánh đó, thì chánh pháp, tà pháp nó cũng được chuyển thành chánh pháp. Mà nếu mà chánh pháp mà đưa mà người không biết làm gì thì chánh pháp họ làm hồi thành cũng tà pháp. Có một ví dụ đó, bây giờ đưa cho mình một cái gói bột mì, người biết nhồi mì căng đó, nhồi một ký bột mì hồi ra được vài cây mì căng. Nhưng người không biết làm á, xả hồi nó xuống sinh hết, không có gì. Làm mì căng nó khó nhất là cái lúc nhồi và xả nước. Không biết xả nước là một lát bột nó trôi hết, không còn gì trên. Căng là gì? Căng là cái tinh bột nó còn lại đó. Cho nên mì căng là cái bột mì đó mà nó cuối cùng nó còn lại, sót lại đó, nó dai. Và nếu mình còn như vậy, chúng ta gọi là mì căng non. Dứt nó ra từng cái, thả vô chảo, nó chiên phình lên vậy, để thả vô trong súp, trong giờ là mì căng non. Lấy vải gói nó lại, bỏ vô luộc, kêu là mì căng già.
xé nó ra. Mì căng mà quý vị xé xào xả rồi là phải luộc rồi nó mới ra được vậy. Vậy thì người biết làm mì căng, biết xả, đưa bột làm hồi ra cái mì căng. Người không biết làm, đưa hồi ra tay không. Đấy không? Rồi người biết nấu ăn, một bó rau, một chút gì đó, họ vẫn nấu ra có món. Người không biết nấu ăn, đưa hồi ra không có món gì để ăn. Như vậy, tà pháp, cái pháp tà mà đi vào trong tay cái người chánh đó, thì tà pháp được biến thành chánh pháp. Nhưng mà nếu mà cái đó là chánh pháp mà lọt vô tay người tà đó, thì chánh pháp họ làm hồi cũng thành tà pháp. Chùa, đạo Phật không có chủ trương sinh xâm mối quẻ cuốn sao giải hạn, nhưng chúng ta mượn phương tiện để cảm hóa những người còn thích cuốn sao. Vô đây cuốn xong hỏi có sao, vậy đâu có sao, vậy là cuốn sao rồi. Vậy thì mình cuốn sao là phải thắp đèn, cuốn sao là phải thắp đèn. Thì bây giờ bắt đầu quan trọng mình cuốn sao là sao, giải thích đèn là gì. Đèn là ánh sáng, đèn là trí tuệ tỏ rõ ra. Nhưng mà thật sự có cúng gì đâu, lên thắp đèn tụng kinh không hả? Nhưng mình không làm, họ sẽ đi chỗ khác, tốn tiền còn hơn. Như vậy chùa cúng sao xin xăm là phương tiện, phương tiện dừng cái tầm của mình để mai mốt khỏi phải hạ xuống nữa. Chứ bây giờ mình thờ quá cao, mai mốt sao léo. Mà quý vị cứ tưởng tượng mỗi lần thắp nhang mà đi kiếm ghế, kiếm thang mà leo thì nó không có trang nghiêm. Cho nên mình để cái mà không biết trời đất gì hết, lên nhờ thầy khai quang điểm nhãn cái tượng. Ai ngờ ông thầy ổng khai mà ổng khai mình thôi. Ổng khai sáng cho mình, mở mắt mình ra, mở tâm mình ra. Bây giờ mình biết rồi, thờ Phật làm sao, tại sao thờ Quan Âm, Quan Âm có hạnh nguyện gì mà thờ. Thậm chí quý vị cầm thần tài thổ địa lên nhờ thầy cũng khai nữa. Mà thầy nói hồi tự nhiên thổ địa thần tài trở về khai cho mình nữa. Cầm cái bài vị ông Táo lên, quý vị biết bốn chữ gì trong này không? Dạ con không biết, con vô con hỏi con muốn thờ ông Táo. Một cái tiệm nó bán cho con miếng này nè, trong cái miếng chữ nho này nè, ông Táo có bốn chữ là Định Phúc Táo Quân. Tại sao gọi là định phúc? Cái phúc lành của mình nó an định. Từ nhà nào còn thổi bếp nấu cơm là nhà đó còn hạnh phúc. Lửa là tượng trưng cho ấm, mà hạnh phúc của gia đình là ấm cúng của một gia đình là bữa cơm có chặt cho nhau. Giảng ra cho ta nghe ý nghĩa thờ ông Táo, mặc dù ông Táo không phải chủ trương của đạo Phật, Phật giáo không có cần thờ ông Táo, nhưng thế gian ta tin cái đó, ta thờ cái đó. Quan trọng là mình đã giảng gì trong ý nghĩa thần ta, mình giảng gì trong ý nghĩa thờ thần tài cổ địa. Thậm chí như ta thờ Phật Bồ Tát, mình giảng gì để người ta thấy được sự mầu nhiệm. Thầy ơi, okay, con xin thầy có tượng đồng ngồi không cho con đổi đi, tại con lỡ con thỉnh cái tượng đứng mà nhà con ai chịu hết, nó đứng là điêu đứng. Rồi trời đất ơi, không lẽ cái ông thầy trụ trì ổng muốn chùa ổng điêu đứng sao, ổng đặt Quan Âm đứng ở cái cửa. Nếu mà điêu đứng chùa điêu đứng trước à, cũng có lý nè. Vậy thôi khỏi đổi nữa nghe. Dạ rồi không phải. Thầy cho con đổi Quan Âm ngồi. Hỏi tại sao vậy? Tại vì người ta nói ngồi đứng dậy độ lâu lắm, ngồi rồi nó ù lì á, hèn chi lúc này con làm ăn chậm quá. Tại con thờ Phật ngồi, nói vậy chùa ở trong chùa chắc con ù lì vì Phật ngồi không. Không có phải vậy, đừng có nghe mấy cái đó. Khai sáng xong, ồ bây giờ con được khai quang rồi, con được điểm nhãn rồi. Như vậy đâu phải mình khai quang điểm nhãn Phật. Khai quang điểm nhãn ai? Chính là cái người muốn thờ Phật, người ý chủ muốn thờ Phật. Cho nên là một vị thầy, một người xuất gia, vị trụ trì,
mình phải học giáo lý, mình phải biết Phật pháp, để khi người tính Phật tử người ta đến với mình, người ta nghe, người ta hiểu, mình phải có bổn phận khai sáng cho người ta. Đó là mục đích của mình. Xin phép đại chúng có một ví dụ: mình mở một cửa tiệm, mình bán một sản phẩm, nếu người ta xài không có đúng thì sản phẩm của mình không có giá trị, đúng không? Người ta về tới gắn không đúng, không có work thì người ta chưa gọi là sản phẩm của mình không đúng. Vậy thì người chủ bán phải có nhiệm vụ, trách nhiệm lắp ráp, chỉ dẫn cho người ta xài để người ta thấy được cái công năng của cái máy đó. Nếu không thì mình bán ra mình sẽ bị người ta chê trách, và thậm chí người ta sẽ quảng cáo là mình hàng dở. Có những cái tiệm á, người ta hái nấm rừng, ta bán thiên về lậu nấm. Nhưng có một loại nấm độc, nếu nấu không đúng giờ ăn sẽ mắc độc. Cho nên cái quán đó họ phải, họ mình vô mình chiêu cái nấm đó mình ăn, họ nhân viên của họ phải đứng đó nấu và canh giờ nấu, yên tâm rồi họ mới ra đi để cho mình không ăn trúng độc. Mặc dù đó là nấm độc nhưng mà người ta phải nấu đúng 20 phút sôi lửa, chất độc của nấm mới hết và trở thành một loại nấm ngon. Và khi cái quán nó bán như vậy, nhân viên phải có mặt ở mỗi cái lẩu đó để chắc chắn rằng người thực khách không có gấp gáp ăn mà nấu cho đúng chuẩn mực rồi mới được ra khỏi cho đó để phục vụ khách. Một vị thầy cũng vậy, mình có giáo pháp, mình khai sáng cho tín đồ của mình hay là người đệ tử, người Phật đạo hữu đó, người ta vẫn thờ Phật nhưng người ta không thờ Phật theo cái mê tín của ngày xưa. Bản chất đạo Phật không phải vậy, nhưng tại người ta không hiểu, người ta nói như vậy không cảm, không có chấp, vì người ta sợ lắm. Tự nhiên nhà đang sung túc vậy đem ông Phật ngồi về, kể từ đó nhà làm ăn không có lên được, tại vì ngồi không có lên. Rồi thấy ông Phật ngồi vô dụng quá, rồi cái họ thờ Phật đứng thì bị người khác nói trời ơi thấy chưa, điêu đứng cũng học luôn. Rồi bây giờ ông lẽ nhà toàn là Phật nằm. Cho nên khổ nhất trong cuộc đời này là gì? Khi chúng ta không rõ được chân lý. Thí dụ mình bệnh, bệnh nó khổ lắm, vì mình hiểu được chân lý có thân là có bệnh. Còn mà mình không hiểu chân lý thì vừa bệnh thân mà vừa bệnh tâm lý luôn, là vì mình không chấp nhận sự thật. Như vậy thì trong cuộc đời này, cái khổ của thể xác nó không bằng cái khổ của cái không hiểu biết. Cái khổ của không hiểu biết, cái khổ của mê lầm, cái khổ của mê tín, nó rất khổ, là vì nó làm cho mình sợ hãi. Một đạo hữu có bài vừa kể tuần rồi, ông đi mua cái nhà mà cả nhà vô cái nhà nó thích vô cùng. Cuối cùng đi ra, ông cầm cái gì đó, ông vây vô cái lỡ, đụng cái đầu trên cái đèn, cái chảy máu về, cái về sợ, mấy ngày không ngủ. Phong có bà thầy, cái đầu đụng chảy máu vậy có điềm gì không? Con thích cái nhà đó quá mà con vô con đụng cái đầu vậy, không biết có điềm gì không? Thấy không? Pháp Hòa thích, tại sao mình lại tự hùn dọa mình bằng những cái chuyện như vậy? Cho nên mình cũng thông cảm thôi, tại vì trong cuộc đời này người ta rất là sợ khổ đau. Nhưng mà nếu như mình mà không có cái tinh thần vô úy của đạo Phật để cảm hóa người ta thì chính mình đã đưa người ta vào con đường sợ hãi mà không phải là bản chất của đạo Phật. Mình bố thí có ba loại: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Đức Phật có một cái ấn gọi là vô úy ấn, không sợ hãi. Phật bắt cái ấn, người đó người ta sợ hãi, ta đến với Phật, Phật đưa cái ấn lên là tiếp nhận, đừng sợ hãi. Don't worry. Mình đi thăm bệnh mình cũng đem cái ấn này vô, yên tâm nhé, không có sao đâu.
mình cũng đưa cái ấn này vậy, bất quá mình không làm vậy thôi. Nhưng mình để trên vai người ta, đúng không? Rồi khi người đó run rẩy sợ hãi, mình đặt cái ấn hút. Sao đâu, yên tâm đi. Đây là cái ấn như gì đó, ấn vô ý. Ấn vô ý. Còn Phật mà để ngay cái tay thì ấn hàng phục các thứ vọng tưởng và ấn hàng ma. Cho nên đặt cái tay mình trong lòng chân vậy là bao nhiêu cái concentrate, cái chánh định nó tập trung vào. Vậy thì bàn tay của mình là gì? Là biểu lộ của tâm. Bàn tay là biểu lộ của tâm. Nhưng mà mình, nếu mình biết cách, mình sẽ chuyển hóa được. Pháp Hòa hay ví dụ, lỡ mình nấu cơm dư, mình có thể nấu cháo mà muốn bây giờ nấu cháo mà gạo cơm không, nhiều khi nó không có cái lờn của cháo, nó không ngon. Thì khi mình để cơm vô, nấm thêm nấm đấy, tự nhiên nồi cháo ngon liền, nấu ra có chất dẻo. Còn nếu không nữa, bạo củ khoai tây vô, có cách thật. Nhưng mà chúng ta có, cho nên Pháp Hòa nói rằng á, có Phật Pháp là có phương pháp. Cái quan trọng là mình, ai cấm mình ăn pizza chánh nước tương ớt đâu. Bữa nào về tử đi, nó sẽ đậm đà hơn rất nhiều. Một chén nước tương ớt, ăn pizza chấm dứt là cái khúc bánh mì không. Còn nếu mà không có nước rau sống uống nó còn dứt nữa. Nguyên hiệu được cho đó là ha. Rồi câu nữa là mình nghĩ. Con xin hỏi là tu bát quan trai trong năm giới, có một giới là không được trang sức, không được nằm ngồi trên giường cao đẹp, vậy thì ngủ ở đâu mới được? Thật sự ra đó, cái câu này á, là không được đeo trang sức, không nằm trên giường cao rộng lớn. Cao là cao làm sao? Cái chiều thấp mà nó quy định, cái người mình vừa tới mình hạ cái người mình xuống, cái đó không gọi là cao, mà đó là cái độ cao vừa chừng của mình. Còn cao á, là mình đặt cái giường mình lên thiệt là cao mà rộng lớn. Mà mục đích tại sao không cho? Tại vì người tu là giữ mình, thúc liễm. Mình nằm cái giường rộng á, thì mình sẽ bơi theo rộng ít thôi. Mình nằm cái giường đó trong nhà chùa gọi là cái đơn. Trong chùa không gọi cái giường. Trong chùa gọi cái giường ngủ của mỗi vị. Mỗi vị là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc, một mình. Gọi là cái đơn. Vậy thì trên nguyên tắc trong luật cũng vậy, một vị tỳ kheo không được làm giường quá bao nhiêu cỡ kích. Vì quy định thí dụ như con người mình vừa đủ. Như nãy có bà nói đi, bạn thờ Phật thì mình làm vừa cái tầm nhìn mình là vừa. Mặc dù nó cao, đối với đứa con nít là nó cao lắm, nhưng mà một người lớn thì nó vừa chừng. Vậy thì ở đây cái cao nó có chứ không phải là không. Nhưng mà cái cao cỡ tầm mà vừa đủ một con người, rộng thì cũng vừa đủ một người, hổng lẽ ngủ như tiểu long nữ căng sợi dây vô cổ mộ. Không phải vậy. Tức là rộng là rộng đủ một người nè, cao là cao đủ một cái tầm cỡ mình ngồi. Còn cái gì mình hơn cái đó thì bắt đầu mình đi, mình vi phạm gì thôi. Cho nên á, khi mà an cư là kiết giới. Kiết giới để chỉ cho ranh giới thôi chứ có gì đâu. Chỉ giới đây là ranh giới không vi phạm. Vậy thì bây giờ cái giới bát quan trai này,
là giới của người xuất gia. Và người xuất gia mỗi ngày là ngủ cả đó vậy đó. Tức là vừa để cái mình tới đó thấp quá thì mình đứng dậy khó, mà cao quá thì phải leo trèo. Cho nên vừa gọi là vừa đủ cao, rộng thì cũng rộng bao nhiêu đó, luật cũng quy định như vậy. Một vị xuất gia ngủ cái giường bao nhiêu gan tay, chiều cao bao nhiêu gan tay, vi phạm hơn không được. Vậy thôi. Cho nên mục đích là để mình được có luân tình phóng ý vậy đó. Mặt tình mà thường thường mà mình ngủ á, cái giường nó rộng là bắt đầu mình lăn. Cho nên người tu ngủ không có cái ôm, ngủ bằng cái đơn, mà nằm thì nằm nghiêng, mỏi thì ngửa ra một chút, nhưng mà phần lớn là nằm theo cái thế thiết tượng. Đại ý là vậy, để chi? Để thúc liễm mình thôi. Mà hồi xưa là ngủ gỗ nữa. Thứ nhất nếu nói về xương của mình là thẳng lưng, phải không? Và thứ hai nữa là không làm cho mình khởi tâm. Nhưng ở cái xứ lạnh nó khác. Vậy thì cái kiếm niệm mà các vị nằm không có cái ý là để mình thụ hưởng, mà để giữ ấm, để mình đủ mình, giữ sức khỏe mình luôn thôi. Vì con đường của chúng ta là con đường trung đạo. Con đường trung đạo, mình không có lợp bên nào, nhưng mà lấy vừa chừng. Cho nên Phật có cái chấm ngay giữa. Cái chấm Phật ngay giữa là biểu tượng cho trung đạo. Và chúng ta gọi là bạch hào. Cái câu quý vị tụng nó bạch hào biển chuyển ngũ tu di đó. Đấy. Tướng lông trắng giữa chẳng mặt, không lệch trái cũng không lệch phải, mà giữ ở cái mức trung đạo. Đấy. Cái câu hỏi là vậy. Thì xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ xin thưa là câu hỏi còn, ngày mai có bà tiếp tục sinh hoạt với đại chúng vào buổi chiều ngày mai ha. Giờ này chúng ta xin tạm dừng ở đây để đại chúng nghỉ ngơi, và ngày mai chúng ta sinh hoạt tiếp. Mời đại chúng cùng chăm lo.